Xin kính thưa tất cả chú quý vị, anh em đạo tâm, bên phái Phật giáo cùng là tất cả các tôn giáo anh em của mình, trong một buổi khuya về lẳng rừng, chúng ta ngồi đây để rồi trao đổi với nhau. Qua có một cái tình thương mình đã mất, có một ý mà mình chưa có trụ lại ý của mình, thì thầy xin nhắc nhở qua cho quý vị để quý vị khôi phục lại sớm, để khi mà nhập học tới bây giờ đó mình phải thi, mà mình không có cái gì để thi hết đó, là bây giờ thấy ra nó trơn trợt vì mình bận việc trong cái nói gì đời là mùa hạ nguồn. Đó vậy đó, thì bây giờ mình sẽ cộng lại, mình sẽ gom lại có một cái gì khuyết điểm mình sẽ tu bổ vô, đào tạo thêm vô, không có gì khó hết đó. Cũng như mình cầm cái bầu trái bí mình bỏ quên lâu quá, nhưng mà giờ mình dạt thấy nó thối, mình dạt nữa ăn chứ không có gì. Con người đâu có phải là tắm rửa một lần đâu, thưa quý vị, phải nhiều lần. Anh em biết muốn tu hết ra, thật sự muốn tu cũng như cái người đời muốn cất nhà lầu, muốn có xe hơi, muốn có địa vị uy quyền như người ta, nhưng không được, vì cái đó nó cũng khó bắt buộc nguyên nhân và đức độ và nhiều đời mới làm quen được như sau, hay là tích trữ tiền của này của do cha mẹ cho, hoặc là như thế nào mình mới, họ mới đưa mình lên, mình cất được cái nhà lầu, hay là mình làm gì nó cũng có cái đầu tiên, chứ một mình không thể được. Thì nói về đạo cũng vậy, một mình tu cũng khó lắm. Biết rằng một vị thiền sư nó tu một đời rồi đó, bao nhiêu đời đó, nay tái trở lại đây, tái trở lại cái dũng bùng, cái cầu này nè, nhưng mà không ai dìu dắt đi qua cái cầu cũng không được. Phải có cái nương một chút cái gì đó thì một vị thiền sư đã tu trở về nữa. Còn Phật đi, Phật biết đường về, Phật cũng phải đi xuống đây ở cùng với chúng sanh. Nam mô chúng sanh Phật đó quý vị, chứ không phải là tầm thường đâu. Nói vậy thì mấy hôm nay đó quý vị đã nằm về nằm nghỉ đi, thấy nó cũng nhẹ nhàng lắm, mà thấy nó cũng hơi khó, mà thấy nó cũng tốt đẹp lắm. Về lượng Phật đi, lượng là cũng như là lựa chọn. Nói là lượng Phật có nghĩa là gạo đó, bên đây mình lượm, mình lựa lại tất cả những gì cũng được, lựa chọn cho nó đúng theo Phật giáo, cho nó đúng. Dạ theo Phật giáo không được đâu, bây giờ đi theo chùa, chùa cũng đúng, Phật giáo cũng đúng, tôn giáo nào cũng đúng hết đó, tại mình làm muốn đúng, mình đi không tới, mình không thấy. Xin kính thưa quý vị, chứ không phải là không đúng đâu, đúng hết đó. Bên Thiên Chúa giáo cũng đúng, Mohammed cũng đúng, Thánh Allah cũng đúng, tất cả các tôn giáo nào cũng vậy hết. Ở trên cái thế hệ này biết bao nhiêu tôn giáo để dạy nước này nước kia nước nọ, cái tụi mã gì đó, cái nước ở bên mà nó giết Chúa đó, chứ đâu phải nói người nói như vậy, không lẽ nó ra đây nó nghe vậy sao? Đó rồi người Tàu, người này người kia người nọ đó, nó có giảng sư hết, nó có những người mà dịch việc ra cho mình hết. Nhưng quý vị thấy ở đây dịch ra, dịch ra cái tiếng khác. Còn các vị ta nắm mấy sách vở này nè, ta dịch ra hết, ta in. Tam sao nó cũng có thất bổn trong đó. Nhưng thất là thất, mình còn có bổn tánh, mình còn có bổn thân, mình còn có bổn mạng của mình, bổn phận của mình, không mất cái bổn đó. Thầy cho bài hay là thầy soạn bổn, thầy soạn bổn, chúng sanh nó cho bài, vợ bài này, chồng bài kia, tất cả xã hội bài đủ thứ cho mình khó khăn á, ngược đãi trở lại. Nhưng mình đâu có sợ gì đâu, mình học sinh tốt mà, chí thú học, theo dõi từng câu văn của thầy nói, dạy chỉ như thế. Toán, lý, văn, hóa, thấy chưa? Toán có nghĩa là người tu phải tính. Ở ngoài đời nó làm kinh tế đời, mình bây giờ làm kinh tế đạo nha. Mà mình đừng có khua lên, đừng nói gì trơn rồi. Mình đừng nói, mà mình làm kinh tế đạo có nghĩa là mình làm để chi? Để phòng hộ chữa cháy, đừng tôi để tôi bố thí, tôi không có cái hạng nào mà bố thí hết. Bố thí là Đức Phật, cùng là các vị các ngài này, ta có đẳng cấp cao hay là ta có gì ta mới được quyền bố thí. Còn mình trợ viên giúp đỡ, và mình đem mình cúng dường thôi, chứ mình không có quyền nói bố thí. Nói vậy
Từ đây trọng trách nhất là tiếng nói của tất cả anh em đồng đạo chí tâm. Quý vị nghe trong xã hội đời nói chí tâm vô đây không? Vô là không. Tư là tự nhiên. Tư là không có buồn khổ gì, chí tâm vô tư. Những câu nào nó cũng có hay hết á. Nè, hồi hôm, hồi chiều, sáng bây giờ tối, thấy chưa? Sống và chết, đời và đạo nó có hai chứ nó có một đâu quý vị. Linh hồn thì Đức Phật không nói vậy mà nói là tâm linh. Đúng. Tâm là hồn đó quý vị. Mà cái hồn là cái gì quý vị? Cái hồn là cái tư tưởng của mình. Là một tiếng nói nghịch ngợm, tiếng nói hỗn ẩu, tiếng nói là ngạo mạn, tiếng nói mà còn chứa chất đủ thứ đó thì cái hồn nó ngu không có khôn đâu. Bây giờ quý vị biết ở trong người mình có sinh hóa nè, nè, trong người mình có thuốc độc quá chừng mà có thuốc dưỡng sinh trường sinh luôn. Trời ơi, hồi nào giờ không nghe thầy nói vậy mà bây giờ thiệt á chứ thầy đâu có nói dối. Có thuốc trường sinh bất tử. Có nghĩa là mình tu kim thân bất hoại, không hoại. Đức Lục Tổ Huệ Năng giờ như miếng giấy á, quý vị. Ở ngoài Bắc Kinh, Đông Kinh gì mà thầy mới đi tới Quảng gì đó, thầy cũng chưa đi tới nữa. Thì bây giờ nói vậy rồi. Đi ra để làm gì? Để nhìn cái miếng giấy đó đó. Lự gõ, lự đờ. Thì đừng nói đâu xa hai vị. Ở ngoài Trung, ngoài Bắc, ngoài đó. Ở ngoài Trung Quốc có một vị. Mà mình ở đây hai vị. Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường. Hai vị đó bây giờ đem ra lọc hết rồi đó. Thì thiệt chứ không có giả. Không có ướp cái gì hết á. Mà rọi coi thấy thì Việt Nam mình có hơn không? Hơn. Thứ hai lận. Rồi bây giờ Việt Nam mình có Phật không có? Nhiều ít. Không biết à. Hằng hà sa số. Ở đâu? Họ trốn ở trong núi rừng. Hay họ ở trong cái hẻm hốc. Hay ở nhà họ. Hay họ ở đâu á? Tận gốc trời nào đừng họ tu chứ. Đó. Rồi thử hỏi biển nước nhiều á, những cái gò, cái nọng, cái cù lao, cái gì đó. Cái đó nó mập, đẩy những cái con cù đó, gọi là cù lao. Con sấu tu thành cù. Rồi tu mới vượt ra thành rồng, cù rồng đó. Thì đúng cái mùa rồi đó quý vị, đúng cái mùa năm tháng của cái tiết gọi sương băng này thì các con nó bùng dậy, cũng phải cho nó đắc đạo chứ. 1.000.000 năm cái cù lao đó, đó nó nằm ở dưới đó, nó dậy, dùng dậy rồi. Tí không? Rồi ông hổ ở đây có không? Đặt hết ở đâu? Ông tu rồi. Ông tu mà đánh đổi á, thì nhìn thấy ổng á, cái răng ổng vàng ở trơn, vàng xấu xí. Trời ơi, cái gì thầy cũng nói dốc được hết á. Ông đâu có ăn, hãy ông ăn xương ổng gặm á, thì nó mài cái răng ổng nó trắng. Phải không con? Nè, đâu rồi nhìn thầy phải không? Răng nó trắng. Mà hợp ổng không ăn đây mấy mươi năm, 50 năm có, thì nó đỏ. Rồi ổng sống bằng gì? Mấy ông đó đâu có ăn trái cây, nhưng mà phải ăn, phải gặm một miếng. Rồi phải gặm cái gì, cái vỏ gì đó để nhớ lại cái xương ăn vô. Để sống ở trong cái sự tu. Thấy cái tu khổ không? Thấy tu khổ không? Ông mây, ông dài, ông vắng, ông gì cũng có hết á. Tạ lễ các ông. Chúng tôi xin mạng phép mà đem cái sự tích các ông ra để khuyến anh em mình phải ráng ra tu cù, xấu, cọp, beo, thể tượng gì ra tu hết. Đó. Tu hết trơn rồi đó quý vị. Còn tưởng rồng ở trên trời bay xuống có đâu. Rồng cù lặn hụp ở bờ sông. Nó ẩn nó tu để tội lòng. Thú dữ bao nhiêu hành trì giới. Chịu đựng lâu ngày quá dài công. Cái nó cũng ở đâu. Nhưng mà kỳ nó dậy nó bay lên. Thì quý vị thấy tưởng ở trên trời này nó bay xuống chứ không phải đâu. Nó ở dưới này nè. Rồi mưa. Mưa mình cứ nhìn trên trời nè. Chứ không phải đâu giận nước. Vận dụng thần công lực của tất cả các vị. Chuyển mây nước
chuyển động mây mưa, trời nay chuyển động mây mưa. Biển hồ cũng rã tả tưa, như gì thấy em như gì vậy đó, nó tả tưa hết trơn. Rồng cù nằm đó chịu đi, tới ngày bùng dậy vậy thì dân ơi bùng dậy hết. Còn bây giờ để có một loại để chuyển động, để mưa gào, đã thấy không quý vị, mưa xuống rồi dâm gió nó ở đâu, nó ở trong núi, ở trong đất, ở trong hầm hố, ở trong đó vận vận động vận dụng, chứ không phải ở trên trời này, không có không gian này, không có không có cái gì trên đó hết, ở dưới này không nè. Thấy bao nhiêu đó cũng đủ chết rồi, chứ đừng có nói là mình cứ nhìn trên trời ha, mưa chắc trên đó mưa xuống, không có đâu nè. Thần dân bảo gió đó, như thế thì chúng ta là hạt bụi, hạt cát, được hạt cát thì tốt, tốt đi nằm sát cái này, còn hạt bụi nó bay tùm lum, nó không biết là nó dướng vào đâu. Cái hạt bụi nó còn nhỏ hơn cái hạt cát nữa, thì mình ra tro bụi. Nếu quả thiêu mình, quả tán mình thì mình ra tro bụi rồi quý vị. Thế vậy là mình nắm cái thịt da mình thương yêu vô cùng nha, không về đừng đài đọ nó nhiều nữa, đừng có làm quá nhiều nữa. Thầy nói mẹo thì biểu con tu nghĩ là không có đâu, nghĩ làm biến không có tuệ năng đâu à. Nói cho quý vị biết à, phải làm, phải vận động. Đó vậy, đừng cái cơ bắp, cơ thân, cơ hàm, cơ tay, cơ đầu, cơ cổ, cái cơ này á, nó đừng có cứng quá đổi nha. Hãy chết rồi nó cái mấy cái cơ nó cứng rồi, mà mình còn sống thì mình vận động. Đó, ở đây thì viêm cái cơ sườn, viêm cái cơ hông, cơ dài, cơ này, cái cơ bắp, thế vậy đó. Thì mình tu đó, mình phải biết cái nội thất của mình ở bên trong sáng như đèn đó quý vị, biết hết, biết hết trơn cái trời đó nè. Lột cái da này ra đi quý vị, thấy cái xương đầu, xương ống, xương đầu mũi, tối thầy có lột da của thầy rồi thiệt. Ngồi đó hay nằm cái đó, thôi bây giờ ta lột cái da ta ra coi, trời ơi lột từ đây xuống quá là sợ rồi, nó không biết cái con vật gì nữa, nó không biết là cái gì nữa. Rồi nó thôi trùm lại đi, nhiêu đó đủ tu rồi. Thì ơn. Rồi mình bôi, bôi này vô, bôi kia vô, đã là quá dơ, quá rầu, quá khổ rồi, bôi vô làm chi nữa vậy. Xương hàm, xương sụn, xương sọ, xương đậu, xương cổ. Thôi rồi, thấy không? Đâu có gì đâu mà đợi chờ. Cuộc đời lẩn thẩn lại thờ ơ, thân thể của mình ôi dơ quá, mà trông mà đợi lại mà mơ. Bỏ nó cho rồi đi chúng sanh, ta còn một chút ráng đấu tranh, nhờ nó ta làm nên việc nghĩa. Hãy biết ráng tu chớ dục dành, cũng nhờ cái thể xác này ta sẽ lấy lại một ít gì để tu đạo, để đem về cho Phật, cúng Phật. Cái món mà quý vị đem về cúng Phật đó, món không có đem đi bằng cái tay, cái chân, cái gì trơn trời, bay cái linh hồn về thì nó ở đâu ở trong đó, nó sáng ngời, nó chiếu lên là cúng Phật, cái đó mới là thiệt. Còn giờ mình bay bính bố trận, mình làm này làm kia của mình đó quý vị, không có của ai đó, của mình. Dù người này muốn cúng nhiều, cúng ít, cúng ngon, cúng dở này kia nọ, thì của mình rồi đập nhau, quánh nhau, rồi chửi nhau, rồi hùng hạch với nhau đó. Cho nên Đức Thầy mới quở là tín đồ, thấy không? Tín đồ. Rồi còn Đức Phật nói thiện nam, tín nữ. Mình nói đây thì mình hạ quy thế người nữ sao? Trọng nam khinh nữ, mà chính Thầy bây giờ là như vậy để đổ hết bên nữ đó quý vị. Lãnh sự đó phải gần gũi nữ để nhắc chừng, thiện nam tín nữ. Bây giờ mình tính đủ thứ, không tính mua gì mua, không có cái gì ở đâu phải tính toán. Phật không biểu mình gì, không cúng 3.000 năm Phật cũng không nhắc. Nhưng mà hãy mình thờ phượng thì mình phải sạch sẽ, mình phải này kia nọ nha. Xin kính thưa quý vị, phải tu kỹ lại nè. Ở trên dòm xuống thấy hết ha, ở dưới dòm lên. Mình đi ngang với nhau vậy nè, rồi mình dòm mình có thấy tận gốc tận ngọn không? Còn ở trên này nè, dòm thấy tận đáy, một hạt cát cũng lòi ra nè.
Thì trời đâu có bao giờ nào mà phụ, mà trời bao bao giờ mà nghe thấy những cái sầm thần sầm tấu đâu, sẽ không lọt máy đâu. Thì cũng tưởng rằng có một ông trời, nhưng mà bây giờ thấy ra là 36 tầng trời, có nghĩa là 36 ông vua, 36 tầng nữa cái cõi nào đó. Mình nói đây cũng 36 chiếc tàu vũ trụ, không phải một chiếc tàu. Mà chiếc tàu của mình năm nay đó, ngày nay đó, nó đã đinh nó một quá, nó mới dâng ra đem vô trại đại tu à, nhưng mà lấy được số đằng trước mũi hay là đằng nào đó, hay là mấy tấm be sao chắc đem về gắn qua cái hay là chi đó, tàu mới. Mình sắp lên tàu mới, ai cũng mừng hết, là mình sắp hưởng đời thượng quân thánh đức. Quý vị, thật sự hội Long Hoa, ai cũng nói hội Long Hoa, chưa biết cái đó là gì. Hội Long Hoa, hội các vị tiên thánh Phật trời, còn mình không có. Mình sống để trong ngày cái đại hội đó, mà đại hội đó đã qua hết não nồng sương gió nha, hoa đàm hoa tươi, hoa của người nở khắp cả hết đó quý vị. Anh em của mình á, có nghĩa là nói miệng ra như hoa thơm ngào ngạt, còn bây giờ mình nói chuyện với nhau á, ở đây đó hay là ở ngoài kia đó, thầy hồi đó thầy nói á, ta thức sáng đêm ta nghe mình nói chuyện như hoa thơm ngào ngạt, sao tới đời thượng quân. Còn người đời nói ra đó, thịt nạc với lương thầy nói rất kéo lắm. Cái ta về ta nói trời ơi, giảng gì nói thịt nạc luôn, nộ nạc sùm, kết thúc là như vậy. Sau này quý vị nói thơ không nha, không còn nói cái gì nữa hết á, mở miệng ra là thơ thi phú. Nhưng mà người nói thơ tuyệt vời, người ngâm tuyệt vời đó, cũng như nghệ sĩ vậy. Cái người mình thích này thích kia, giọng này giọng kia giọng nọ đó, tiên không ca sao quý vị, Phật không hát sao quý vị, nó tiên ca Phật hát vang rừng. Ngày ấy quân thượng vui mừng nghe hôn, ngày đó đó thì mình thấy mình vui mừng. Nhưng mà cái ngày đó đó mình mấy ngày nữa, 5 ngày, 5 ngày, 50 năm nữa quý vị, rồi 10 ngày, 10 ngày, 100 năm, hay là nhiêu đó, một ngày của thiên ba ba một ngày của thiên 30 niên của phàm, sao mà nghe nói hoài mà không tới gì chứ, coi sao tới gì nè. Mình trồng một cái cây này, cái xài này mình mới có được giống rồi nha, trồng đi, mình lấy cái giống này mình trồng nữa, trồng nữa, trồng nữa, mình lai lên hoài. Linh hồn của chúng ta được lên làm người kỳ này chỉ có mới một hai kiếp, có thể là quý vị đã làm người nhiều kiếp rồi đó. Quý vị là một bậc thiền sư, một vị lãnh đạo, một vị tu đạo với Đức Ngài, hoặc là đệ tử của Đức Ngài, cho nên hôm nay tái trở lại như thế này biết hết trơn. Hãy kêu đi làm, hay là làm một cái gì kiếm tiền là mình bệnh lên không thèm nữa, đó là xa cát bụi rồi, từ đời rồi đó quý vị, chứ không phải người ta làm biến qua đâu. Còn cái người làm biến nó khác, còn người ta chán cuộc đời này khác đó, như vậy đó là người ta trở lại, đừng người ta tu. Đây quý vị sẽ coi chừng nha, con của mình, nhà đạo lý đó, đạo đức đó, đạo nho đó, đạo khổng đó, thì sinh đứa con ra trên ta cho. Nó là cục thịt nhưng mà trên ta cho xuống nè đó, 3 giờ đêm nó sanh nở một cái hoa kia, ta cho xuống tiền căn tiên cốt cội Phật, sau này đi tu 3 tuổi 5 tuổi ngồi thiền tu, đúc cơm không ăn cá thịt đó, bắt đầu khởi đầu nan đó quý vị, gỡ xuống đó quý vị. Còn bây giờ cái lớp này nói đừng có buồn, thầy nhìn phụng hết. Ai cũng có tựa vô được hết. Ngày xưa đó, ngày xưa Đức Khổng Tử, Khổng Tử nói đó, thì sinh con ra phải có ngày, có giờ, có khắc. Đứa con đó sao làm gì, làm gì, làm gì, ông đã biết hết. Còn mình bây giờ sinh con ra, nó sẽ làm ma, nó làm quỷ. Bởi vì cái tá trần vô, cái hồn tá trần vô là nó sẽ làm cái đó. Rồi tại sao quá kiếp phải làm cái đó, để báo cha, báo mẹ, báo anh, báo em, vì cái nợ nghiệp của mình phải có cái tên đó xúc đổi, gắn liền với nhau, luân hồi, si chuyển, chuyển và say.
nhớ hỏi lại ta, chớ hỏi mày tại sao mà có nhân vật đó. Do mình tạo nghiệp chính mình gây, không có ai nói lại đi. Cho nên bây giờ nó có nguyên nhân hết, ráng nha. Nói thôi, bây giờ con không có đánh nó, con ráng con trả nợ nhiều quá. Lại đây biên cái kiến giấy còn nhiều. Nhiều quá biết nhiêu không? Không biết thì đừng có nói nhiều quá nha, hãy gặp đâu thì tính đó nha, không đó. Chứ bây giờ nhiêu mình biết được 1 tỷ thì mình lo, con này không biết được á, không biết được bao nhiêu thì tu để trả. Thôi giờ tu đi để trả, vì mình mượn giấy rồi mà, chính của mình chứ không có ai á. Nhưng mà mình tu hết liền gấp kỳ, chướng ngại nó sình trương ấm chướng trước mặt mình nó cũng hết luôn nữa. Không có, nói vậy. Thì chị cho con qua đây đó, ngày kia nay đó, cái bổn bài này đó, chị sống một ngày để chị trong đó cái ý thức, trí thức, tâm thức, hồn thức vậy. Để rồi mình nội soi nha. Là bây giờ cái bệnh của mình nó quá nặng đi, thì bây giờ mình phải nội soi, mình mới biết được trong đó nó có gì. Bây giờ cũng như là mình cái tật nó quá chừng đâu. Hãy xây bên đây là gây, xây bên đây là moi móc, xây bên kia thì chửi, xây bên đây thì nặng nề, như thế thì làm sao chiếc thuyền mình nó lướt sống được cái gì? Phải sống lặng gió yên, phải thuyền tu cho đắc đạo. Dù ngoài kia có mưa bão giáng rền, lại con thuyền đi thẳng chớ bập bên. Ta lướt sống để ta về nền tiên giới Phật. Điểm thanh tịnh giờ này cùng các bậc thầy nói câu văn tự gian rền, nơi tỉnh thất thuyền tu. Về đi đừng có ngao du, thành tâm tưởng Phật công phu tại nhà. Cố gắng tu đi, Phật thứ trời tha. Mình làm đại ân đại nghĩa vậy mà sạch trơn. Mình ráng tu đi đừng có thương, trải thân vì đạo keo sơn ráng gình. Thì đó là mình cầm một mũi tên dẹt được du minh. Còn mình ăn ở có tình có thương, tu cho trong trắng làm gương cho thế hệ. Mình đâu có màng nơi chính bệ cao sang, mình tu tai nạn được quá, tu cho chính chắn khi hóa ra người hiền. Tu đi đầu để hết liền nghiệp chướng, mình tu cho nhiều không có bị vướng ở đâu đâu. Tu hành khỏi mặt sông ở đâu, sáng chiều tịnh ở đâu thì đậu đâu nhẹ nhàng. Thanh tịnh với con hơn bạc vàng triệu ức, đừng có giận chi phàm rồi quá tức bể châu thân. Ngày mai Phật hiện quá gần, lập đời trở lại tân dân nghe trò. Cố gắng tu đừng lo việc thế, mình còn đây nè, nhưng mình lập kế để đi ra. Ở đây là bãi ta ma, thấy chưa là nghĩa địa trước mắt ta cứ nhìn. Một chút nữa đó, cái thi thi của mình thúi sình trôi nổi. Cá nó còn không ăn kìa, nó dội nó chê. Hỏi sao mình chẳng tay tê. Bây giờ mình lượng Phật đặng mình về trước đi. Nam mô hay chữ từ bi, độ cho bá tánh kỳ thị được con. Ráng cố gắng đi bà con đồng đạo. Mình trước kia không biết đó, mình hung bạo gian cơ. Ngày hôm nay trọng kính tôn thờ, biết được Phật, biết thờ thần, thờ thánh.
thì thầy xin gửi thơ này cho ba tánh. Nếu ai rõ cội nguồn đang lánh chuyện phàm phu, về đi thiền đạo ráng tu, mình ngồi dập tắt để công phu nghe trò ráng mày miệt. Dù cho sống to cũng lặng, hai cái tội của mình quá nặng như đèo. Biết tu quá được hiểm nghèo, trên kia xóa tội không có đeo theo mình. Nghe cho rõ, rồi thầy sinh mới được. Thầy cùng trò về một lượt chứ đâu có sai. Tỉnh đi bơ gái bơ trai, đạo đồng chỉ nghĩa ngày nay như vậy. Rừng núi ơi, đêm thanh tịnh có cội của thầy, có tình thương của bá tánh, có cảnh này có ta. Rừng ơi tiếc gọi sương pha, nửa đêm thanh tịnh là nhà ta nương. Nương một chút rồi điểm sương điểm tuyết, ngồi ở đây chứ ta sẽ biết hết trơn. Biết ở đây biết miền núi thật sơn, biết hùm quá dữ, biết từng cơn hang đồng tình. Năm mới đây nhưng bụi đời ta không dính, ta kêu mớ thần rừng rồi ngài tình để nghe. Ôi rồi tiếng mũi do ve, ta nguyện tu đạo không nghe lời phàm. Đến ở đây để làm gì? Để luận, để đàm, để quyển chuyển lời nói của ngài, để làm bậc thánh nhân. Ôi thôi bớ bớ rừng thần, nửa đêm vắng nga lặng chuyên cần quà trao. Lặng tắt đi, trăng sao cũng lặng. Rừng núi ơi, ta tặng một bài, tặng ở trong rồi tặng ở ngoài, cho biết được ngày mai ly loạn. Dòng gió bão mau đi dẹp dọn, còn cảnh mưa trời hưởng trọn còn đâu. Về đi thầy dặn cánh thâu, về đi đồng đạo thầy tấu ngọc hoàng. Tâu với Thượng Đế nói là trần gian nay đã tu sửa, chắc đợi chờ khi đất ngửa trời nghiêng, con tâu lên hậu thổ hoàng thiên, tha cho chúng cũng làm hiền được đó. Ngày ở trên ngày ngồi ngày ngó, chắc không lọt mãi lông nào rồi, có phải vậy không ông? Còn con đầu cuối lập công, xong rồi con trở lại xa dòng sông chỗ này. Xin Thượng Đế thương mà cứu vớt cả bầy con của ngài quá ngu muội đó, cho nên giờ này linh đinh con khuyên phải ráng giữ gìn tay bơi, rồi chân lội vì thiên đình thứ tha. Phải cố tu ở tại nhà, phải kính biệt trọng kính Phật trời nên biết ngày tiêu diệt gần bên. Chúng ta ngồi đây mà triệu ức tuổi tên, ngày nắm sổ ngày vũ một chút thì ngôi nền ra mất. Lớp bệnh tình, lớp bệnh tật, lớp điên cuồng, lớp mất vàng muôn. Trắng tay, tay trắng như tuồng, lập đời trở lại thì triệu muôn đâu còn. Phải cố gắng đi bà con cô bác, anh chị em là Bồ Tát nghe không? Về nhà đi sớm chớ bồn chôn, đừng lặn lội ráng tu hồn thêm chút nữa. Đi sắp tới trời nghiêng đất ngựa, mình sống trên mặt đất này mấy bữa rồi thôi. Tỉnh đi đợi quả nói nhồi, nếu không tu tỉnh lạnh rồi nghe không? Nếu quý vị không tu đó lạnh hết, còn tu đó lời lạnh không? Phan hả? Về lo cải sửa cho mình
sống đó cho mình còn đó, đừng có lãnh cái án này, thấy không, lãnh hết trơn đâu đó quý vị, chờ xử thôi đó, thấy ghê không? Thì nói nãy giờ con không thấy gì, thật thấy mới sợ chứ, thấy mình tránh đâu có sợ, không thấy mới sợ đó, mình cứ lủi vô con tàu vũ trụ và bánh xe của Thượng Đế, mình bị cán nắng chịu. Còn bây giờ mình nè, hạ mình xuống, cúi đầu xuống, mình lo mình làm ăn, đầu tắt mặt tối, đừng ganh tụy, đừng chấp đai, đừng thù hận, đừng ganh ghét, chớ có dội, không đưa ai vô người mình nữa hết. Dù họ đi ngang mà họ xô mình té, mình có giận quá, ông này, vậy thôi chứ mình không nói, ê, lại đây, cho tôi chửi, chửi nó cũng trợt té rồi, lại đây cho tôi quánh, quánh ta cũng quánh mình rồi, thấy không? Như thế thì chúng ta phải thu xếp thành trang, có nghĩa là mình là thần công lực học võ đó nha, như thầy dạy tất cả chúng sanh ba tánh cũng phải để một chiêu lại đó để thủ nha. Còn mình tu cũng vậy nha, nói hết cho đạo nghe đi, trời người ta đạo mà, ta đạo tam thập lục đạo, quý vị nghĩ sao? Ừ đó, rồi đạo á, bởi vì ta mang danh cái chữ đạo, rồi có đạo không? Không thấy. Đó, ở trên cái túi áo nè, đó, ở trên này, trên nọ này, cái nọ đó, như vậy đó. Thầy nói bình luận qua đời nha, thì ngồi trên xe đó, thầy thấy cái đoàn công nhân của mình làm cho Trung Quốc. Nó để đằng sau lưng mình, nó mang cái số 15 chữ tạo, thầy nói trời ơi, ở tù, mang cái chữ đó, đằng sau lưng đó, ở tù. Đằng trước đây thì cái tên mà đằng sau đó, số 15 này là đúng, ở tù mang bằng cái áo thôi nó để ha. Nó đồ hộ mình đó, mình không biết đó quý vị. Nó trên mình đó ha. Đó, còn người tu đó, anh, tôi mời anh mai lợi vợ tôi nó nấu này kia cho anh. Quý vị lợi không? Không, không lợi. Nhà ta cũng có nấu cơm ta ăn vậy mà nói ở bên trong mình á. Nha, còn tao mà tao buồn buồn á, ta ra ngoài gốc cây ta nấu món ăn của tinh thần của trời, tao ăn ngon lành mày vậy chứ chưa biết nấu, tao biết nấu không có lợi. Mình lợi đó nấu mình ăn đó, người bạn này tốt lắm, nhưng người vợ nhìn con mắt xéo mình có ăn miếng bự hay miếng nhỏ, ăn ngon cái về cái nó nói na theo đó, đâu ai nấu cái người đó ăn đói bụng, lợi ăn thấy mà thương. Quý vị thấy cái quy nhiệm quy thế của quý vị bị hạ xuống không? Bị không hả? Bị không? Bởi còn cái này đạo đó, 5-10 người bữa nay mình họp lại mình nấu món ăn ăn để chị em nhớ quá, hôm nay không có được thăm lom thì ăn nha, còn mời cá nhân là không đi nha. Đi không? Nãy giờ nói chắc xấu rồi không chịu đi đó, thiệt á, thấy không nha. Còn con cũng vậy, mời mẹ, mẹ là ở điện họp nhưng mà mẹ về đây mẹ ở với con, trời ơi ở với con với cháu đây, đưa con nó lỡ té nó bà này đuôi, đưa con tôi rớt dưới đất sao ở đợi nó không có ngày về đó quý vị, dẹp bỏ đi tu ở cái chòi ngoài ruộng hả sao, hay cái đó nó thực tế không đó, thấy không, mình đưa lỡ nó đứt dây đồ già rồi mà mờ nó đuôi, thấy không, nó chửi, thấy không, ăn cơm nó vậy hỏi bạn cơm chưa, đâu có quyền, nếu mình ở cái chòi nó mướn người ta bưng cơm, chiều nó đến nó nấu cơm, sáng nó nấu nước, đó mới là hiếu thảo đó, để mẹ con không, con có bổn phận, dù mẹ ở cách xa con mấy dặm ngàn muôn, con cũng phải lặn lội đến để con chăm sóc và lo lắng cho mẹ, chỉ có một phần mà mẹ lo cho con 1 triệu ức phần, đó đó mà con hiếu, bà về ở chơi với con đi, con tôi cho tiền bà, những cái câu nói đó ngày sau thanh bạch nhất là đời thượng quân, không còn nữa nha quý vị. Không còn thằng con vậy nữa, mà không còn đứa gái vậy nữa, mà cũng không còn mình vậy nữa, mình bị đọa, bị đài, bị ở tù, không có ngày ra, vì mình mê tiền, mình sợ cực, già rồi nè, đi ra nghệ sứ sớ, mình đứng không được đó, mình sứ bằng cái cuốc nhỏ, mình rải rau cải, rải, mình tứ không có được cái thùng, mình múc cái lon, lỡ mình tứ, ở gần đó ta thấy cải nó lớn vậy đó, cái mình buộc, mình bén. Tôi đi ra chợ không được, cô bán giùm tôi nha, được mấy đồng cái tôi mua cái này kia ăn. Tại sao mình không có sinh sống, tại sao mình không có biết để tạo cái mưu sinh mình sống nha, để rồi rồi nghèo nghèo vậy, nó tôi già, già bao nhiêu, cái dừa nó già khác nha, nó khô khác nha, rồi nó rụng khác nha, nó ướp ướp khác nha, mình già bao nhiêu,
Con ăn được không? Ăn được thì làm được. Chừng nào mình tê tái, mình ngã gục, chiến trường mà mình bị ngã gục rồi thì thôi, nếu mình còn ôm được cây súng, mình vẫn vươn lên bắn giặc. Sao? Thầy nói kỳ quá, nói tu mà nói vậy đó. Nói vậy cho quý vị giật mình để thức tỉnh, đừng để con nó hạ uy thế mình. Còn nó cầm món đồ là cho má đem về đi, má không nhận, nó không có xin con đâu, nó quản hồn rồi. Yeah. Mai mốt con lấy cái dĩa, con mời má dùng miếng bánh, con đi chợ con thấy ta bán ngon, má mời má ăn. Rồi, mời để đó. Đừng có nói vừa đem lợi cái mình thò tay mình bóp ăn đó, bà già này chết đói nè. Nha. Đó là mình tu rất kỹ, mình không có lem dơ, mình không ăn bẩn, mình không có bắt đầu ràng buộc đứa con ai nè. Nhưng mà đọc của đồng đạo là khác. Hãy mà lợi súng lại rồi nè, ăn nha. Của thầy, của Phật, tất cả gom lại mình nấu nướng hay là mình đi mua gì về đó nè, ăn 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 cho thầy vui, thấy không? Sao cái gì chọn cái chỗ nào nè, tôi ở với con tôi, trời ơi, tôi ở với con tôi sung sướng không có đâu. Cái cây già của quý vị không có sung được nữa đâu. Ở một mình đó, đắp đất phù sa vô, tứ vô nước nè. À, ha, tỉa cái lá rụng lá khô này kia nọ thì nó sung trở lại, chứ ở với con cái gì không sung đâu. À, mà nó nghe hôm nay nó trời ơi, thầy nói vậy hèn chi mẹ tôi bỏ tôi đi đâu mất tiêu rồi. Con chim đó quý vị, nó sanh ra thầy coi thế giới động vật này, biểu mau bắt cái loại đây nó hả hồng vậy nè, mẹ nó về đúc, không có con nào mà đúc yếu hơn hết đó. À, thì bắt đầu đi được rồi thì nó rớt nó bay chứ. Mẹ nó đâu có kè nó mà lưỡng nữa. Đứa con mình cũng vậy, để cho nó có cái sự sống của nó. Và nếu mà mình thấy nó đau, bệnh đây là có nè, cho nó phải hỏi, điều tra xét hỏi nó để làm gì, ăn ngày nhiêu, làm cái gì, tiền bạc làm sao, mình phải điều tra nó. Mình ở bộ tư lệnh, nó là lính nha. Tuy nhiên nó ở bộ tổng đi nữa cũng vậy, mình cũng là bộ tư lệnh của nó nha. Đây nè, rồi nè. Thì bây giờ chúng ta tu hành, nó cũng có bộ trưởng nè. Đó, thấy chưa, nó cũng có nhà nước đạo là đây, chỉ ông thầy cho nghe, thấy nè, ông tổng thống đó. Thì mình có thầy, quý vị, thế mình là dân nè, ông thầy mình đó, ông chủ tướng của mình đó. Chứ đâu có xa đâu, ráng lo tu đi, mình không sợ tổng thống sao, mình không sợ vua Việt Nam mình sao, mình sợ chủ tịch sao, sợ bí thư sao, không sợ các ngài đó sao, mình là dân mà. Đó, như thế thì chúng ta có một cái xã hội đạo. Đây nè, đồng đạo thương nhau nè, thấy không? Đi đâu cái đùm túm cái này cái kia đó, để gánh bưng lên xe trợt té lỡ lơ nó làm rớt cái loạn rau muống rau gì cái chú này không thấy đường sao mà làm rớt rau của tôi, thì Phật nó không chứng cái đống rau của con đâu. Nha, không kệ nó, lượm lên lộn lên cái đó, không có nói gì cái mình cười cái nó, trời ơi con lỡ nha bác, để cho ta nhận cái lỗi, ta chưa nhận lỗi mình chửi ta đuôi. Sao tu kỹ lắm á, không nói nữa, thành ra cái cửa khẩu của mình á, bây giờ tàu nó sắp qua để nhập biết là bao nhiêu, nhưng mà mình phải kiểm tra coi vô cái nước của mình và những công ty của mình cần phải nhập mấy mặt hàng đó không, bán không có được. Rồi mình chơi với đạo với anh em, cái người cứ nói lên lên hoài à, lợi hoài à, kiếm mình hoài à. À, bài đó nói này nói kia, thiên binh vạn tướng, à, nói ngoài đường ngoài xá này kia không nghe. Nhưng mà không nghe do nó quý vị cứ mời người ta lợi hoài. Nhà đó cứ lợi chơi, chị, lâu lâu chị lợi chơi, không có nói lợi chơi. Chị, em mời chị Chủ Nhật, mời chị với em lại đây, chúng ta tâm sự bàn về đạo lý, để chúng ta nung đúc tinh thần. Vì nữ mình tội lắm chị nha, nhưng mà cứ khi nấu nồi cháo mình ăn nha, ăn cho no rồi nguyện với đức thầy phò hộ cho con ăn miếng cháo này, thầy đã hóa ra món thuốc cho chúng con ăn vô hết bệnh. Nên nói chuyện đạo, nói chuyện đạo thì chị này chị có ý kiến gì chị mời mình, chị nói xong tới cái chị này chị không có đâu. Chị này vừa nói ngậm miếng cháo, chị kia nói mùng thua, không có nghe biết nghe ai, cái lý của ai hết đó. Quý vị nghĩ sao? Cũng như bây giờ Đức Quỳnh Giáo Chủ nói, cộng cỏ gốc cỏ có ông thầy, ai cũng sương sư, bây giờ ai cũng sương sư. Đó, thì thành sĩ nói, Bồ Tát nói vậy. Sương lên, chứ không có ai
cứu triệu, không có sắc lệnh, không có sắc ấn, không có đi ra dạy mà nhà nước không có cấp bằng cấp, dạy trộm, dạy lén, dạy lậu, thì quý vị thấy có tồn tại không? Nôm theo Đức Giáo Chủ ta để lại bốn quyển đó, nội đó anh em sẽ tri lục ra mà học, không hết. Mượn cái đó ra la lên. Còn đọc giảng là bình thường ta nhắc, nhắc dẫn ốc luôn, nhắc mình hết hồn luôn. Cái đó là phải hấp thụ tinh ba, tinh duy của mình khi mình quên. Thấy không? Mình nợ nần, mình mần cực khổ quá. Bây giờ người ta đọc giảng lên, đặng mình nhớ, ta la lên. Thức đi, 3 giờ đêm này có đoàn Sương Đông về, ta nói cho mình nghe. Con này mình lật từ cái quyển sách đó ra, cái mình lấy cái này mình nói là Đức Thầy nói này, Đức Thầy đừng thèm nói, để cho họ thức tỉnh. Sao? Tu kỵ chứ không phải ích kỵ. Cũng mình tè lẹt, nghĩ đi nha, nghĩ đi. Đóng cửa khẩu lại tốt nhất. Bây giờ các nước nó vô nó nhập khẩu biết bao nhiêu cái mặt hàng, nhưng mà tổng giám đốc đồ không cho vô, vì kiểm tra thông báo mặt hàng này nó đã đầy tràn mà bán không có được ra. Người tu bây giờ quá chừng nhiều, chùa đặt hết trơn quý vị, nhập vô quá xa nha. Thấy không? Rồi bán không có được rồi ấy đó, xe nó chở rồi này kia nọ, thì xe chở người ta ăn tiền xe, tàu nó chở nó lấy tiền tàu. Còn cái nhân vật mà chở vô nó nhập hay không là quyền quyết định của mình. Sao? Nãy giờ thầy nói đời không đó. Nhưng mà sao thầy biết hết trơn nha? Biết chứ, không biết sao được. Nhập quý vị vô mà không biết sao được. Kỳ này thầy đóng cửa luôn, không cho nhập. Lựa tuyển mặt hàng nào thấy đúng được và bán chạy và người ưa thích thì cho nhập vô. Còn mặt hàng nào mà quá lâu rồi đó, bán nó quen đường, quen xá, quen đồ này kia, có khi trộn pha vô đó lui, không nhận nữa, đem về ăn đi, đổ đi. Là nói quý vị đó, hồi nào giữa quý vị gặp thầy lên mặt rồi, bây giờ vắng bóng xa nha trò, đừng gặp nữa. Ráng ở trong lòng mình rồi tựa gì, gặp hoài, gặp mãi làm chi. Thấy con lờn mặt rồi con khinh khi Phật thầy, phải xa vắng cảnh này thêm chút nữa, để cho con ráng tựa Bồ Đề. Gặp mãi hoài tánh tật còn mê, không tỉnh dậy không tựa Bồ Đề trí ốc. Công thầy lặn lội 45 năm cực nhọc, sao trò không đường rồi săn sóc tinh băng. Về đi thầy nói giáo ra, không trách đồng đạo của ta chút nào. Thương mới nói, giận quá mới gào mới thét, để cho con được dẹt mây mù. Về nhà đi rồi tức mình mới hội lại mới tu. Tâm yên lặng hiềm thù dứt khoát, về nhà đi con gặp nay chùa mấy cha, nhớ là tổ thầy mình đã ca hát mình nghe. Bảo mình hiền hậu Phật chở che, sưng qua rồi tới mùa hè mà coi. Ráng cố gắng về nhà ráng xăm soi cho tột, tội lỗi kia nó phạm mình cột lại mình khai trừ. Đừng tu rồi có không làm gì được nhân từ đâu đâu. Đừng có xuất hiện trước mặt thầy nữa nha, đừng bể đừng dâu, đừng rung rinh trái đất mà nói đôi câu nhảm đàm. Thầy nói trả tự do cho thầy tổ đi con ơi, để thầy giữa cô đàm xóm chiều học Phật, tối làm thánh nhân. Dù xa hay lại dù gần, dù tạo dù tầng, mình ở treo leo. Rừng núi ơi ta đang khổ, ta đang nghèo, ta đang bơi thuyền nổi, đang chống chèo qua sông. Rừng núi ơi nhìn thấy đi, ta quá dài công,
đối với trần thế rồi mình mong đại ngàn. Thần rừng ơi, chứng minh cho đạo sĩ cơ hàng, đem thân hành đạo không có bạc vàng triệu muôn. Sáng vui chiều lại thêm buồn, vì người không biết điên cuồng làm sao. Tiếng kêu khăn khắc miệng gào, kêu hoài kêu mãi mà người nào không nghe. Tới đây ta lại sợ é, ông già ông đại lệnh lui ghe về miền. Rừng núi ơi, đêm thanh vắng ở tại nơi truyền, thất sơn màu nhiệm nơi miền Bảo Châu. Chứng minh cho đạo ngồi hầu, đặng cho họ nghe biết họ về chầu Phật Dương. Lập lệ đi, để cho họ được chánh chánh đường đường. Bớ này thần núi, thần đường, thần trong, thần người phải lập trong lòng, để cho hòa hiệp rồi trong trong nghe thần hộ ba tánh. Vì họ đã về gần chân gốc Phật, hộ chúng sanh siêu bậc phàm này, tiếng kinh đề ta giảng đạo rất hay. Do bốn phía đông tây trời say xuống, chớ ta ngồi đây không gì ham muốn, có thương ai nhiều rồi chiều chuộng ai đâu. Lấp đi kẻ lố câu mâu, hay là cù hận quán sâu cho rồi. Tình đồng đạo hôm nay rắn đắp bồi đừng để khuyết. Tình đạo của thầy nè, thầy đã viết mấy lời, nhớ mà tu rồi hãy đổi dời, đừng có đổi cái đời vô lấp phải. Nghe đi con đừng nên bạc đãi, thầy có ẩn phức rồi, ai giải cũng ráng tin. Họ đem tất cả chân tình, đem lời đã thiệt, đem mê mình họ giao. Ráng tỉnh dậy, để rồi coi ba đầu ghê sợ. Trời đất ơi, dí tờ cái gì? Mắt chá là tâm cuồng loạn phương phi, đầu bị rối không còn gì đứng vững nữa. Hôm nay ta giảng vô trò mình đứng trong biển lửa, ráng nghe con rồi tựa bóng đà. Đức thầy ở gần mình, thầy nói chẳng có xa. Mình nói thiết, nói tha ngài hiểu hết. Thôi, thì giả từ quý trò, chúng quý đoàn kết, cúng con về tu nghe ngà đời, rồi hết đạo đi thôi. Đừng nghe nữa trò, để tu để bồi, nghe Phật lý, nghe ngài ngồi nhu thuyết. Đêm thanh tịnh ta ngơ mắt điếc, thầy quá buồn rầu không biết việc chi chi. Kêu thần, kêu thánh vậy thì, chư thiên hộ pháp từ bi cho tròn. Thôi, thầy nói cũng, đây là kết thúc trong bài 2, kết thúc con bài 3. Bài 3 sẽ làm gì, sẽ nói sao? Đó, như thế chỉ có một ngày thôi. Đó, chỉ sống một ngày. Đó là rộng lắm đó quý vị. Chỉ có một chút mà mình đã chết rồi. Đó, bây giờ nó gần ốc hết. Nghe cái tin là chết, nghe cái tin là không còn, nghe cái tin là này kia nọ đó. Đó, quý vị thấy khổ không? Như có cái cô hôm qua, cô lợi đây, cô hỏi đó. Bây giờ cô đang mệt mỏi đó, cô không có lợi nữa đó. Thì em hay gì của cô đó, đang đi trên đường bị xe hất, mổ não máu bầm ra đó. Cái cô đi đoàn của cái quý vị ở Sài Gòn, thấy không, mới đi ngày hôm qua, vừa đi xong thì cái ngự nó đã bị vậy. Thì quý vị vậy thấy quả do đơn chí phước bất trùng lai, có nghĩa là còn mình tu, mình đừng có đi coi bói, tôi có gì xảy ra mình sẽ biết trước rồi mà đi coi bói. Thầy không cấm quý vị nha, nhưng nếu ai đi coi bói là người đó không có gặp thầy nữa nha. Nó bói nó kiếm tiền đó, quý vị hiểu không? Đó, bói gì, tâm lý bói gì đâu mà nói trời ơi, hay quá, mình hay hơn thầy bún hổn quá, hay hơn ông cố nó nữa, có đúng không? Thì mình không có coi vậy đó, mình coi hằng ngày hằng giờ thuyền đạo tu này, mình biết từng hơi thở nhịp tim của mình nè, để coi làm chi.
mệt lắm nha không. Thôi xin kính chúc lành hết tất cả đồng đạo bên Phật giáo Hòa Hảo cùng đạo phái Bụi Sơn Kỳ Hương chung phần trong tôn giáo. Thì kính chúc lành quý vị ở canh khuya tại rừng thần ở núi Cấm Thích Sơn Bầu Nhiệm. Nam mô A Di Đà Phật.